nhiều tay ha. Đây mình sẽ sử dụng kim mốc 2.5. Sợi mình sử dụng là mil 125, các bạn có thể sử dụng sợi mil 50 hoặc mil bò cũng được. Đây đầu tiên chúng ta sẽ móc lên ba bính. Tiếp tục các bạn sẽ móc ở một chân đầu, móc vào chân thứ hai. 1V. Lỏng lại. Ba bính. 1V. 2V. 21 ta móc 2V nhé. Rồi hàng số 2 chúng ta sẽ móc 1V, 2X, 1V. Các bạn lên một bính. Móc 1V. Trời ơi nó mờ quá vậy. Một V. 2X. 1X. 2X. 1V. Hàng số 3 mình sẽ móc 6 mũi ít, chúng ta lên một mũi bính, móc 6 mũi đơn. 1 lên một bính, hàng số 4 móc 1V, 4X, 1V. Hàng số 5 các bạn móc 8 mũi đơn lên một bính ha, mỗi hàng chúng ta đều lên bính. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hàng số 6 mình sẽ móc một, mình lên một bính tiếp, 1V, 6X, 1V. Rồi hàng số 7 các bạn sẽ móc 10 mũi ít. Móc mỗi hàng là 10 mũi móc đơn nha. Sau khi mình móc đến hàng số 12 thì chúng ta tiếp tục hàng số 13 mình sẽ lên một mũi bính. Ở đây mình sẽ thu mũi, mình sẽ móc 1A, 6X, 1A. Đây. E 6X 1 2 3 4 5 6
tiếp một a nữa. Một a 4x 1a. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một bánh, móc một một hàng viền, chúng ta móc hàng mũi đơn ngược nha. Đây. Mình sẽ đâm kim ngược lại, bình thường mình sẽ đâm tới rồi mình đâm lùi. Đâm lùi. Đó, các bạn cứ viền tương tự như vậy ha. Mỗi một chân thì chúng ta móc một mũi đơn lùi vô. Mình viền hết cái vòng này. Đây là sau khi mình viền xong. Sau khi viền xong thì chúng ta sẽ móc tới cái phần cái đài. Cái đài ở đây mình sẽ tạo 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ móc về 3 mũi đơn. 1, 2. Tiếp tục các bạn ra 3 4 bánh nữa. 1 2 3 4. Chúng ta sẽ móc về một mũi trượt. Một mũi đơn. Một mũi nửa kép. Rồi, các bạn đâm vào trong cái chỗ này, móc một mũi móc trượt. Tiếp các bạn 4 bánh nữa, 1 2 3 4. Móc tương tự, một mũi trượt. Một mũi đơn. Một mũi nửa kép. Rồi chúng ta móc vào đây một mũi trượt. Chỗ này ta vẫn ra 4 bánh tiếp tục. Móc tương tự, một trượt, một đơn, một nửa kép. Đó, chúng ta đâm vào chỗ này, móc một mũi trượt. Cắt chỉ. Vậy là mình đã móc xong cái đài. Đây. Các bạn sẽ dán vào à, cái phần chỉ trắng nữa. Chúng ta lấy một đoạn chỉ trắng. Mình tạo mấy cái điểm, mấy cái chấm trắng nè. Chiếc kim nến vô. Mình sẽ dán vô.
Rồi mình dán xong cái phần của cái đài này rồi, bây giờ mình sẽ dán cái phôi kẹp vô. Bạn chuẩn bị một cái kẹp và một cái vải nỉ. Cắt một lỗ chúng ta sẽ đúc cái kẹp vào ha. Rồi mình dán keo lên. Wow. Vậy là các bạn móc xong một cái kẹp dấu tay rồi ha. Ở đây nè, các bạn móc, mà nếu mà cái kẹp của các bạn 6 sen thì các bạn sẽ móc theo cái hướng dẫn của mình. Còn nếu mà các bạn móc kẹp 5 sen thì các bạn sẽ giảm bớt hai hàng chỗ mà từ hàng 7 đến hàng số 12 á. Các bạn chỉ cần móc hàng 7 đến hàng 10 thôi. Ha, cái phần mà không tăng á thì sẽ ra size nhỏ. Còn đây mình sẽ móc về nó sẽ ra cái size lớn hơn tí. Chúc các bạn thành công nha.